Xin chào toàn thể các bác nha. Hôm nay Vũ sẽ chia sẻ về vấn đề là chạy đầu lắm nha các bác. Thì lúc trước Vũ có chia sẻ hai video về các bác á, là một video nói về làm mới, là mình làm mới xịt mới là mình phải để chun xịt. Và video thứ hai là Vũ nói về đồng tiền nha các bác. Đồng tiền và heo bơm nhất là đồng tiền mình chai. Nó cũ quá, nó mòn quá thì nó cũng gây là hiện tượng chạy đầu lắm nha các bác. Và hôm nay thì Vũ phát hiện ra một hiện tượng chạy đầu lắm mới nha các bác, là hiện tượng thứ ba. Là hiện tượng này là Vũ lần đầu tiên Vũ mới gặp nha các bác. Thì trong thời gian cứa hồi giờ cũng khá lâu rồi, nhưng mà lần đầu tiên là Vũ gặp hiện tượng chạy đầu lắm thứ ba đấy nha các bác. Đây thì Vũ cho các bác thấy này, hiện tượng lám của Vũ này là lám, nói chung là cũng nó mòn, nó quá mòn đó nha các bác, nhưng mà vẫn còn sử dụng được. Và Vũ sử dụng lám là nó mòn thì mình mai hoặc mình dùa đâu này, khi nào mà cứa mà nó trách xích liên tục không cứa được nữa là Vũ mới thay lám nha các bác. Nhưng mà cái lám này là cái lám đầu tiên Vũ cảm thấy là cứ không trên chít nhưng mà lại làm hết đời mà lại chạy đầu lắm đấy. Cái này thì Vũ mới phát hiện ra. Mà mấy hôm trước có một bác vào hỏi là tại sao chít mới bác chít bác vẫn để chun nhà héo bơm nhợt ra thì ướt cả chít, đồng tiền thì mới thay nhưng mà sao lại chạy đầu lắm. Thì trường hợp đó Vũ chưa gặp nên là Vũ cũng không biết chia sẻ cho bác đó cách nào để mà giải quyết được vấn đề đó. Nhưng mà hôm nay là Vũ đã phát hiện ra được nguyên nhân thứ ba, đó là do tại sao là bị chạy đầu lắm khi mình vẫn để xích chun heo nhợt vẫn bơm bình thường nha các bác. Đây thì bây giờ Vũ sẽ chia sẻ cho các bác này. Thì trong quá trình sử dụng thì cái lám mặc định của nó thì nó có một cái rận này, cái lám này nó mặc định của nó là cái rận lám này là nó có độ sâu một khoảng nào đó nhất định thôi nha các bác. Đấy, nhưng mà cái lám này thì Vũ cứa thì nó mòn hai phần rận này, để nỗi mà chân xích nó đùng, khi mình cứa chân xích nó đùng ở trong cái rận này luôn nha các bác. Đây các bác, vì hôm nay trời Vũ đi làm về hơi tối á, nên Vũ chia sẻ cho các bác, Vũ mở cái đèn lát nên nó hơi chói nha các bác, mong các bác thông cảm nha. Đây các bác thấy cái rận mà cái trong cái phần thép này, nó cái rận này thì ở trong nó chỉ có một đoàn nhất định ra đó thôi, chứ nó không phải xấu hết cả cái lám này đấy. Mà khi Vũ cứa nó mòn hai cái phần bên này, nó mòn cái rận lám này, nó mòn đến nỗi mà khi mình cứa chân xích nha các bác, đây chân xích nó đùng vào ở trong cái rận đó luôn đấy, nó đúng vào trong cái rận đó luôn, là nên là gây ra hiện tượng là chạy đầu lắm nha các bác. Đấy, hiện tượng này thì Vũ mới gặp lần đầu tiên nha các bác. Đây. Đấy, hiện tượng này là Vũ mới gặp lần đầu tiên. Đấy, các bác để lưu ý nha, ở đây từ cái lám này mà đến cái xích nó có một khoảng cách hở nha các bác. Các bác nhìn kỹ không? Đấy, nó có một khoảng cách hở này. Đấy, nó khoảng cách hở này là do bị chân xích nó đùng ở trong phần thép lắm nha các bác. Nó đã mòn cái rận này để nỗi nó chân xích nó đùng ở trong đó nha. Đấy các bác nhìn kỹ nha. Đây, đây là nguyên nhân gây ra chạy đầu lắm nha các bác. Khi cái lắm mà rận nó bự như thế này mà nó vẫn còn chạy này. Nó cái rận nó bự này mà nó vẫn còn chạy là nguyên nhân là do mình sai quá mòn nha các bác. Mình sai quá mòn. Lám của Vũ hiện tại bây giờ vẫn cứa được bình thường nha các bác.
À, nếu như mà khi nào nó mòn quá thì nó mắc cái á, thì vụ thả ra vụ dùa hai cái phần nó bị tè bên này là cửa bình thường nha các bác. À, làm này và vụ đang cửa bình thường không trách xích, nhưng mà không không hiểu lý do gì mà nó chạy đầu lắm. Thì hôm nay vụ tìm hiểu thì phát hiện ra là đây là do chân xích nó đụng ở trong phần thép lắm đấy, là chân xích nó đụng ra phải làm nó khi mình chạy nó ma sát lớn, nó ma sát lớn nó gây ra hiện tượng chạy lắm nha các bác, chạy lắm đuổi máy. Ừ, nhưng mà nó đuổi ghê lắm đấy. Thì hôm nay vụ mới phát hiện ra nha các bác. Thì cho các bác xem cái chân xích này đây, cái chân xích là nó mai trong cái phần thép lá mà nó băng luôn nha các bác, đấy nó băng luôn, nó băng cái phần đầu này luôn nha các bác. Còn đây là cái chân xích không không bị ma sát ở trong phần thép lắm nha các bác. Đấy. Này. Rồi, thì bác khi mà bị chạy đầu lắm á, nhưng mà trong lúc bị chạy chạy đầu lắm mà bác đó sử dụng thứ nhất lắm mới mà các bác để xích chun heo nhớt bơm bình thường ướt xích đồng tiền mới thay. À, đồng tiền mới thấy chưa mòn lắm thì mà chạy đầu lắm á, là nguyên nhân chính là do lắm mình sai quá mòn nha các bác. Đấy, lắm mình sai quá mòn, quá mòn thì chân xích nó đụng ở trong phần thép thì nó ma sát nhiều, thì nó gây ra hiện tượng chạy đầu lắm. Rồi cách khắc phục á, cách khắc phục thì đấy nha các bác, đây đây cách này là khắc phục tốt nhất nha các bác. Thì cách khắc phục tốt nhất là mình chỉ có thay lam nha các bác. Đấy, mình thay lam mới là hết hiện tượng chạy đầu lam khi lam mòn quá nhiều nha các bác. Thì đấy thì vụ cũng nói giỡn vậy thôi chứ lam mòn quá mình cứ chạy đầu lam thì không có cách nào khắc phục nha các bác. Mình chỉ có thay lam mới thôi. Đấy. Còn mà nếu như mà bác nào mà sai lam mà không phải mòn á, không phải mòn mà bị chạy đầu lắm á, thì do nhớt thiếu hoặc là đồng tiền hư hoặc là bác không để chun nha. Còn mà hai trường hợp đó mà bác nào mà đã thực hiện rồi mà vẫn chạy đầu lắm á, thì nguyên nhân là do bị quá mòn nha các bác. Đa số thì mà mình sử dụng lắm nó cũ cũ như thế này đó á, thì mình không để ý, mình không để ý là mình không biết nó nguyên nhân nó chạy đầu lắm là do đâu. Đấy. Nào. Rồi à vụ tiền đấy vụ chia sẻ luôn là khi mà bác nào mà mua máy cũ nha, mua máy cũ mà để mình phân biệt lắm mà con trai được nhiều hay không á, thì các bác lưu ý là mình nhìn ở cái phần đầu thép hợp kim đây nhé các bác. Đây các bác thấy cái lắm đấy của vụ là con thép hợp kim nó nhiều không, nó nhiều không? Mình nhìn ở ngoài này là mình nói là cái này là con được nửa đời thôi, là con mới sai được 50% thôi, còn 50% nữa vì phần thép này các bác nhìn đấy thì nó con cũng khá nhiều nha. Đấy, nhưng thực ra là nó bị mòn, nó mòn ở trong này, nó mòn ở trong rồi, nó mòn ở trong rồi chứ phần ngoài nó còn, là vì khi cái lám này á là xích xích nó nhỏ hơn cái lám nha các bác, là nó chạy khi nó chạy là nó sẽ mòn ở phần trong nhưng mà nó sẽ không mòn ở phần ngoài đấy. Rồi phần ngoài này là nếu như mà mình sử dụng lâu ngày á, là hiện tượng nó be lám ra, nó be ra là cái hiện tượng mắc cây đấy. Mà còn nếu như mà đã dụa một hai lần rồi á, mà nó chưa be ra thì nó sẽ có một cái gơ nha các bác. Các bác lưu ý là khi mình nhìn ở ngoài này là nó có nhiều nhưng mà thực chất là nó đã mòn hết rồi nha các bác, nó chỉ còn phần ngoài thôi đấy. Đến vụ chia sẻ để bác nào mà mua lắm cũ á, thì mình có kinh nghiệm là mình không thể nào nhìn bên ngoài mà mình đoán được cái làm được, mình phải tháo lắm ra mình kiểm tra ở cái vendor đâu đây nha các bác. Mình kiểm tra xem nó mòn có đều hay không, hoặc là cái phần này nó mòn đều hay là nó chỉ còn bên ngoài nó mòn phần trong.
Thì mình lưu ý cái này cái đó. Còn có một bác hỏi mình Vũ là tại sao cửa mà ở cái phần đuôi lam này nó bị hay bị dẹp, hay bị dẹp nữa cái phần này. Thì cái lam nào nó cũng bị dẹp ở cái phần này nha các bác. Lam Vũ đây nó cũng dẹp nhưng mà không sao nha các bác. Đấy, nếu như mà bác nào muốn sử dụng lam mòn đều á, mòn đều lam á, thì có một vụ chia sẻ cho một cách là ví dụ bây giờ bác sử dụng phần này, mà phần này một con xích, một con xích là các bác đổi một bên đấy. Đây là ví dụ vụ đang sử dụng phần này, mặt này, mặt mặt dưới này để cưa, còn mặt trên này thì nó chạy bình thường vậy. Rồi sau khi vụ sử dụng xong một hết một con xích là vụ sẽ lật lật ngược cái lam lại đấy. Vụ lật ngược cái lam lại là như thế là nó sẽ đều, nhưng mà nó không phải đều tuyệt đối nhé các bác, nó chỉ 80%, vì có sợi xích thì nó già, sợi xích nó non, nhiều sợi thì mình cưa nhiều ngày, có sợi thì mình cưa ít ngày, nên là không đều, không chuẩn lắm nhé các bác, nhưng mà nó cũng được 80%. Đó là cách của vụ để mình sử dụng lam mòn đều nhé các bác. Chứ các bác mà chỉ có cưa một mặt một bên này á, thì hồi là cái phần trên này nó còn thẳng, nhưng mà cái phần dưới này nó sẽ mọp nhé các bác, nó sẽ mọp như thế này này. Đấy các bác để ý, cái này là do vụ nó bị hết thép, nên là đấy là hết hết cái đầu hợp kim á, nên nó vào phần thép á thì nó sẽ nhấn mòn, mà nó mình cứ cỡ bụi là nó sẽ bị mọp như thế này đấy. Ở trên này nó cũng mọp, nhưng mà nó ở phần này nhá các bác, nhưng mà ít, vì khối này, vì phần trên này nó còn cái phần thép hợp kim đấy. Rồi, đây là cái lam mới của Vũ, Vũ mới mua về sử dụng. Thì hôm qua Vũ có đăng trên tạp cộng đồng á, thì Vũ mua lam Đức, lam của Đức nha các bạn, thì 850k lam 50. Thì bác nào mà có nhu cầu mua thì liên hệ Vũ, Vũ sẽ mua giùm cho nha. Đây, Vũ đảm bảo với các bác là hàng rin 100%, không phải hàng nhái nha. Đây, thì hôm trước Vũ có chia sẻ với các bác là cách nhận biết lam rin á. Ở đâu mỗi đuôi lam thì nó đều có 3003 nha các bác. Đấy. Và ở trên cái vỏ nó cũng có nha các bác. Đây là cái vỏ của nó nha các bác. Thì lam mới thì Vũ chưa cắt đuôi lam nha các bác. Đấy, xíu là Vũ sẽ cắt đuôi lam. Này mai cưa, chứ cái lam này nó vẫn cưa được, nhưng mà Vũ cưa nhiều, một ngày Vũ cưa liên tục thì nó chạy đầu lam mà máy đuổi chúng nó nha các bác. Nên là Vũ phải thay lam. Đấy, thì cái lam này cũng sử dụng được 3 tháng mấy đó nha các bác. 3 tháng mấy, gần 4 tháng rồi. Từ lúc Vũ đăng cái video đập thùng tin 382 này thì đến giờ cũng 3 tháng mấy đó nha các bác. Như bác nào có xem thì chắc cũng 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 biết là cái lam này Vũ xài cũng 3 tháng mấy, gần 4 tháng này. Thì hôm nay Vũ mới phát hiện ra cái nguyên nhân là chạy đầu lam thứ ba nha các bác. Thì Vũ chia sẻ liền cho các bác. Đó là thì nguyên nhân này là Vũ mới phát hiện ra, Vũ chia sẻ cho các bác. Đến đây thì Vũ cũng xin kết thúc video nha. Nếu bác nào xem video thấy hay thì cho Vũ xin một like và một subscribe đăng ký nha. Xin chào toàn thể các bác nha.